Chào mừng các bạn đến với shopanhfor.net, nơi có kho nick hết sức là villa nhưng giá cực kỳ là học sinh, để cho bạn thỏa sức lựa chọn và có hàng nghìn vòng quay cho bạn thỏa sức thử vận may luôn các bạn nhá. Hãy đến với shopanhfor.net. Ai, xin chào. Vẫn chưa mua mic mới mà, các bạn thông cảm nhá. Mình đang đặt hàng online và bây giờ chờ cái mic mới nó về thôi. Thì hôm nay chúng ta cùng đến với series đó chính là Bảo Tem Thế Giới tập thứ 5 các bạn ạ. Chính xác là thứ 5 nếu như mà mình nhớ không nhầm là vậy. Đấy, cái gì là thấy các bạn dích 2k này bởi anh em. À đứa ơi, có mic nha. Adu. À, đi dạp quá đà. Đi dạp quá đà, đứ. Như một trò đùa vậy bạn ạ. Đùa. À, Phương Linh. Alo. Tại Việt Nam à? Không, mình Campuchia. Mình nói tiếng Campuchia em nào. Bạn ăn cơm chưa? Tiếng Campuchia mày ấy à? Bạn ăn cơm chưa có nghĩa là bạn ăn tối trưa đấy. Anh Phò à? Không, anh Phò là ai vậy? Anh Phò đúng không? Ôi giời ơi. Em biết anh ơi. Hello. Ai vậy? Em biết, cái này. Quái đái thiệt anh đâu kìa. Hello. Mày chị. Bánh bèo dễ thương không mấy tao? Dạ có ạ. Thôi. Trời ơi, mới hỏi người ta, mới trả lời, mới kích người ta ở kia à. Huyết Trấn. Trấn ơi, anh đến với em đây. Trấn ơi. Trời ơi, đây sao là tối đa rồi. Trời ơi. Cố gắng vô tem một tuyết trận các bạn ạ. Đủ. Thôi anh cao quá không chơi đâu. Hello. Anh cao quá không chơi đâu. Ê, có khi nào mình mở thế giới xong mình gặp ông idol top top gì mà. Ừ đúng rồi, vô kéo ranh đó. Ông tới nhà anh đó. Ừ đúng rồi. Tôi cũng hay theo dõi ẩm đó kìa. Mấy bán đúng đỉnh luôn ạ. Có khi nào mình ai gặp ổng không? Ai ở là ai mấy bạn? Trời ơi, người ta hot gì vậy mà không biết. Thôi kệ đi, cho bro kéo ranh vô đi em. Ok các bạn, vô hồ chí mình với các bạn. Ừ, vậy thôi bạn nghe. Ok ạ. Nghe dối kìa. Trời ơi, bạn nào có thể để cái quạt nó xa mic ra được không vậy? Không á, tôi lại gần quạt tôi ngồi luôn nè. Mấy bạn im lặng lòng là tôi buồn ngủ quá, tôi đi ngủ đây. Tôi nhảy lè mấy bạn cứu thay hồi sinh tôi nha. Không. À kìa, tình nghĩa đồng đội có chắc bền lâu. Ai đồng đội không? À, nhớ câu đấy nha, ghi mà đó. Bạn nào nói vậy? Ok, số hề. À số ai? Ok, bạn Trinh. Tôi nhớ câu nói của bạn rồi. Trinh. Tôi. Bạn Trinh. Mình. Kỹ lại, mình là tờ sinh. Là thư sinh. Ồ, mình nhớ bạn thư sinh rồi. Rồi. Trời ơi. Trinh, à bạn Thư ơi. Ui dồi ôi. Ông này chuẩn bị chết rồi. Các bạn có cần phải gãy nhiệt tình thế không? Tôi nghe tiếng chân rồi đó. Cây gì mà đang dữ. Trời ơi. Ây á. Rồi. Chết rồi. Rồi sao? Ây. Ông kia trừ rồi. Không sao. Có ai thấy tôi lắc nước không? Ông làm dán cũng là ông yếu ngao liền. Dán. Chơi game cũng là chuyện bình thường, không phải dán cả. Ok, vậy làm dán nữa nha. Hồi nãy ông chữ như vậy? Mười mấy điểm mà. Sao chó à? Bên đây có nửa team. Không, một team đi xíu. Chết rồi. Trời đúng rồi đó, cứu bé. Bé bên này nè. Nhiều, nhìn đi. Hả, gì? À, tự nhiên biết đâu cứu đây nữa. Sao? Cứu. Cứu khủng tích mẹ thôi. Cứu khủng tích mẹ thôi.
Trời cứu. Thôi em không cần. Chị được bán được một đứa rồi. Tương lai chị nghe được. Trời ơi, ba đứa luôn. Ê cứu. Trời xin chăm xuống chăm xuống thiệt. Tôi còn ở đây chăm chú chứ mày nói. Người dân ít tỉ đi. Ủa? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Con quái. Con kêu một cũng không nhiều nữa. Người đang ít kỹ nha trời. Có tâm nhẹ nó có đứa trong nhà đó. Ở mấy đồ kìa. Vậy sao? Mấy đồ. Không, chưa thấy, thôi lùi lại đi. Trời ơi, mẹ lép quá em ạ. Nhà có đây, nhà có đây. Ê, tới nhiều năm tôi. Thế được phóng sang thuộc. Ê, bên đây có mẹ. Ê, cái hạng hồi nãy kìa ông kia. Sao vậy? Chết rồi. Nghe nhạc, nó chết không chết rồi được. Nè, nó chỉ cắm một rồi. Khao, khao. Mới thấy đâu rồi. Thấy, thấy không? Bắn không cần chứ. Trên con lâm muốn gì không nổi này ổng giết 10 kill nè anh em. Ờ. Sức đẹp mấy bác. Bánh đèo. Bánh đèo dễ thương. Ai thấy hay luôn á. Cốc xô bò cho chăm xương mới giá đi bò. Thôi. Ôi, chết luôn, mua nhé bước mò. Ê, nhé chồng xuống rồi, hết xuống rồi. Đóng rồi. Trời ơi. Ở đâu dữ vậy? Ui, ui, ui. Cái gì chứ, đu mẹ qua đây đi. Đâu nó đây có 2 kill rồi chứ bị chết rồi. Tao chết luôn. Tao được một người ta. Bánh đều ít thương. Nhưng mà không ít thương mình tôi. Tao có đường hết rồi ít thương bắn. Điều bốn thì được mình được mấy phần đấu anh. Trời ơi, đứng đặt hết đấu có thế. Mẹ tao đẻ ra nha, tao đẻ đây này má ơi. Dạ xong anh thương rồi, xong anh thương. Kêu kìa, có kêu kìa. Mà ổng cầm cây sợi ca dinh dài. Thôi dạng không dậy, không lại nữa. Kìa xuống biết đấy. Bắn giác không được trời. Thôi tại ông bắn biệt cái chứ là biệt. Ghê. Chính là bà đồ. Ông nợ này không được, tất một là tao ngã mũi nha, tao ngã lên tư cho. Trời ơi, con đi còn ngã mẹ. Cố đi. Ôi, xin lên các bạn trẻ. Chạy. Thôi. Ba đứa mình nhảy xuống rồi, ba mình chết. Sao lên thì anh Hưng ở chỗ mày luôn anh Hưng. Ôi, sẽ cứu bạn Giang đi. Tại hát con nổi để ổng ra chuẩn bị du lịch. Ôi, anh chịu rồi. Thôi em lúc độ khác không biết gì ta. Ơi. Sao mà tới được, ok. Ơ dạ. Ơ bắn nó đi, nó bị lát rồi, bắn đi ông, bắn đi. Mày em nổi ơi. Nó cầm một cánh lên bảy á. Mười chín kêu vậy ghê vậy. Hai lại cũng bốn người ta được. Chào mấy bạn nha. Chào con. Ờ. À.